Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Tối ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Bình Minh, số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26 tháng 11 năm 2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn, nhưng công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động sản xuất. Trong vụ việc này, ông Feng Zhong, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty gỗ Bình Minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Zhong có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn lao động, được quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Zhong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Rong, quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Như đã đưa tin, lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Sáng ngày 10 tháng 5, ông Lê Tuấn Anh, bí thư huyện ủy Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ông Tuấn Anh nói, huyện Tràng Bom nhận được đơn xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện. Tuy nhiên, quyết định cho nghỉ việc hay không là thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Bà Vũ Thị Minh Châu, sinh năm 1970, quê Nam Định, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom từ năm 2015 đến nay. Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Tràng Bom, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Kết luận thanh tra nêu rõ bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom, ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng, ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan sai phạm trong thực hiện dự án cũng được nêu rõ, yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật. Theo nội dung kết luận thanh tra số 01 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh cho công ty cổ phần đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án tại xã Đồi 61 với diện tích 18,22 hectare. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cho dự án. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3928 chấp thuận chủ trương cho công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt cho người dân tại xã Đồi 61, huyện Tràng Bom. Kết luận thành trà cũng chỉ rõ bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy nhân dân huyện Tràng Bom thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Liên quan sai phạm tại dự án nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo công ty LDG, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo cán bộ huyện Tràng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chiều mùng 9 tháng 5, tỉnh ủy Gia Lai công bố thông cáo báo chí về việc kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Hồng Linh, phó giám đốc quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh vì những sai phạm trong thời kỳ giữ cương vị Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể tại kỳ họp lần thứ 44 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quy trình xem xét, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với hai nguyên lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, nhiệm kỳ 2016-2021 đó là ông Nguyễn Hồng Linh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ông Nguyễn Hữu Tâm, đảng viên sinh hoạt tại tổ dân phố 7, Đảng bộ thị trấn Trư C, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kết quả cho thấy, ông Linh và ông Tâm trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trư C đã vi phạm những điều đảng viên không được làm vi phạm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật về đất đai. Điều này dẫn đến các vi phạm trong chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh qua huyện Chư Sê. Hậu quả là gây tình trạng người dân địa phương khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn, dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Hồng Linh bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, ông Nguyễn Hữu Tâm bị kỷ luật hình thức khiển trách. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai có chiều dài 10,8 km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần là bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê thu hồi hơn 21.600 m2 đất của 274 hộ dân xã Pan và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Qua đó, bồi thường hỗ trợ cho người dân trên 61 tỷ đồng nhưng người dân không được tính 26,1 tỷ kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm như quy định. Sau đó, người dân địa phương đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cấp của tỉnh Gia Lai để yêu cầu được hỗ trợ. Năm 2020, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và phát hiện trong việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng của dự án đã áp dụng thiếu chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng thấy việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến việc phải bổ sung kinh phí. Lỗi này thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê. Theo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu TTS liên quan đến vaccine AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm. Kể từ tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vaccine AstraZeneca, hiện không còn rủi ro phát triển huyết khối, giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine này. Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh, với người đã tiêm vaccine AstraZeneca, không cần thực hiện xét nghiệm DDM hay bất kỳ xét nghiệm đông máu do không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu. Vaccine AstraZeneca được Bộ Y tế cấp phép sử dụng có điều kiện từ mùng 1 tháng 2 năm 2021 để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam triển khai tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân từ 5 tuổi trở lên, trong đó 70 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sử dụng cho các mũi tiêm đầu tiên và các mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Dựa trên các khuyến cáo của các tổ chức y tế trên thế giới về khả năng có biến chứng rối loạn đông máu sau tiêm vaccine COVID-19, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu cục máu đông sau tiêm vaccine COVID-19. Các chuyên gia cũng cho rằng vaccine AstraZeneca được chứng minh qua thực tiễn sử dụng rộng rãi là rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và giảm tử vong do COVID-19. Phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu và theo dõi sau tiêm chủng chỉ ra rằng vaccine này an toàn và hiệu quả cho mọi nhóm tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng sử dụng vaccine AstraZeneca là an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Số liệu từ Anh và châu Âu cho thấy nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ hiếm gặp như huyết khối kèm giảm tiểu cầu ước tính là 1 trên 100.000 người lớn được tiêm. Nghiên cứu thống kê cho thấy tỷ lệ huyết khối giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mắc phải hội chứng huyết khối giảm tiểu cầu sau khi nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, cục máu đông có thể xuất phát từ việc mắc COVID-19, thậm chí xảy ra đến tận 6 tháng sau khi mắc COVID-19 với tỷ lệ rất hiếm gặp của huyết khối kèm giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong việc bảo vệ chống lại COVID-19 vượt xa so với rủi ro. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thống để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng, chống dịch, từ đó hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng.